Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh của Báo Hùng Audio. Video clip ngày hôm nay, em xin giới thiệu tới quý vị và các bạn một phương án phối ghép cực kỳ hợp lý cho cặp loa Tannoy Sterling TWW. Đó chính là chiếc âm ly Luisman L85V. Âm ly chạy 4 sò sắt và cho mức công suất 80W trên một kênh ở trở kháng 8 ohm. Giá của chiếc âm ly là 20.500.000, một mức đầu tư cực kỳ hợp lý để phối ghép cho cặp loa Tannoy Sterling TWW này ạ. Cặp loa thì bên em đang có giá là 63.000.000 đồng. Các bác có nhu cầu mua sắm thì xin liên hệ em theo số điện thoại 0357506789 ạ. Và em xin mời các bác hãy thưởng thức âm thanh của bộ phối ghép này ạ. Em cảm ơn các bác rất nhiều. Sao anh đã đành quên lúc đi về
đời.